đa số đều tốt hơn trước ạ, và về các bạn nữ là bảo vấn hơn. Nhưng mà như bạn chẳng hạn nhé, bạn cũng cần phải cảm quan hơn, bạn nhìn cái sự kia trên nhưng mà không nhìn cái này nhá. Tôi thấy có cảm giác nước cái này và nhìn cái nước có thế này. Còn một chút vấn đề nữa là các bạn cố gắng giúp bọn tôi, đặc biệt các bạn nữ thì là chúng ta đừng bay chúng ta giãn để hai bên, các bạn nam giãn tương đối tốt rồi đấy, nhưng mà các bạn nữ thì đã cũng giãn để hai bên giống như các bạn nam kiểu tay giống như các bạn để căng căng thêm được 1 cm, 1 cm cố ok, nhưng mà cũng không quá ra này, nhưng mà chúng ta rời hai bên tương đối là tương đối. Ở đây một chút là các bạn này, các bạn nữ có cái phần vào tôi, ví dụ như là tôi là nam đi, và nữ đặt tay vào này, khi tôi đặt tay này, và nữ chưa phải quan tâm có tín hiệu, và bây giờ tôi có tín hiệu và nữ đi vào, đấy, và chứ không phải là các bạn đôi khi các bạn hơi rón rén, nhưng mà bây giờ nếu các bạn phóng nhanh quá, nam người lên tôi đi vào luôn và thế này là nhảy luôn, không phải nó rất là tự nhiên giống như thế, tất nhiên nữa cũng không phải là rất là nặng nề kéo mãi cũng vào kéo mãi vào, không phải thế, mà đây là tín hiệu, trong khi cũng là tín hiệu, đây là tôi là tín hiệu là đây tôi đưa vào, tôi đưa vào thì đây là nữ tôi vào thế đây là chứ không phải là chứ không phải là tôi kéo vào, đây là tín hiệu tôi đưa vào, cũng như khi tôi nhảy trong stand up tôi đây là tôi có tín hiệu thì tôi sẽ di chuyển thế này, chứ không phải là tôi bê bạn đi, tôi kéo bạn, không phải tôi kéo bạn đi theo em tín hiệu của tôi đúng không? Tín hiệu được thì đấy là những cái mà tôi sau chúng ta sẽ tập thêm về tư thế bằng ngôn về các bạn nếu là được các bạn cần kiến thức về cái tư thế đầu tiên là để sao cho bạn tốt hơn về cái tư thế bằng ngôn. Vấn đề thứ hai là trong các điệu nhảy stand up, các điệu nhảy swing dance như tôi nói là có cái chất lên xuống và đứng được. Thế thì để làm thế nào lên xuống và đứng được tốt thì cái việc cơ bản nhất và bản chất nhất của nó là người ta phải sử dụng cái phần chân nó lên xuống và chúng ta đứng được, phần chân này nó là lên xuống, sau này tất cả các phần di chuyển nó bắt đầu từ phần chân này, nó gọi là phần base, phần cơ sở của mình đấy. Thế thì tiếng Anh thì chân thì nó có kiểu có một cái khớp đây chân đây, nó sử dụng cái trả lời tốt mà đầu tiên nói đến chuyện khớp của chân thì chúng ta phải nhận các cái lên xuống cho mình cho quan trọng, chúng ta phải có lên xuống nó gọi là footwork, tức là tiếng Anh nó gọi là footwork, tức là xong bàn chân đặt chân đúng xong từ mỗi giải một thì thôi các bạn đây có thể là đều làm đúng hết tương đối rất là tốt, nhưng mà bây giờ mình làm rõ ràng hơn thì các bạn ví dụ như là quan trọng thì nhạc cây các bạn đều rất là tốt, các bạn nghe nhạc rất là tốt, các bạn đều rất là dễ dàng. Quan trọng thì có 3 cách cho mình nhìn, 1, 2, 3 và rất đơn giản như thế, bắt đầu và cách mặt 1 rất là quan trọng, 2, 3 cái gì quan trọng thì mọi người cũng thể hiện cái đúng thế, khi cách mặt thì cảm thấy rất là sâu, 1 xuống trong 2, 3 thế thì chúng ta thể hiện được như thế. Làm sao chúng ta phải xuống sâu, chúng ta tất nhiên phải dùng chân xuống, chùm xuống tất cả đầu gối chùm xuống, bàn chân trên mặt sàn như thế này. Thế nhưng mà làm sao để hai kiểu kiểu như vậy tiếp như chân